đây em đồng thơ quê mình, dương dẫn tình người đã đi xa, về đây em nghe tiếng ai hò. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bếp để làm món chân gà ngâm tắc xả. Bây giờ thì mình đang đi hái tắc nè mấy bạn ơi. Hái tắc xong mình đi hái xả nữa thì chúng ta sẽ vào bếp nha. Tắc ngon quá à. Bây giờ chúng ta sẽ hái thêm một ít xả nữa. Bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu vào bếp để làm món chân gà ngâm xả tắc nha các bạn. Và nguyên liệu đầu tiên đó chính là chân gà. Đây là 1 kg chân gà mà mình vừa mua về và làm sạch xong rồi nè. Mấy bạn cứ đem chân gà và mua về á, mấy bạn để vô một ít giấm hay là một ít rượu trắng á, mấy bạn rửa xong thì chân gà chúng ta đã sẽ không có mùi tanh nữa. Và nguyên liệu kế tiếp nữa là tỏi. Đây là mình dùng 2 củ tỏi và 5 tép xả. Còn cái phần xả con này thì hầu mình sẽ đập dập ra để vào chân gà luộc. Đây là lá chanh, tắc, ớt và gừng. Và đây là giấm. Đây là mình dùng 50ml giấm. Đường, bột ngọt và nước mắm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt 400ml nước lên một cái nồi để mà chúng ta luộc chân gà này nha. Chân gà này bây giờ mình sẽ cắt đôi ra. Bây giờ chúng ta bắt cái nồi lên và cho vào đây nước. Nước sau đó chúng ta sẽ cho cái phần xả đập dập này vào. Và một ít muối nha các bạn, để mình luộc chân gà. Cho vào đây 1 muỗng muối và ít lát gừng. Chúng ta sẽ cho vào để ít lát gừng luôn nha. Rồi, để chờ nước sôi thì chúng ta sẽ đi cắt chân gà ra làm đôi nha. Các bạn cắt chân gà này xong các bạn luộc trong vòng 10 phút là được. Chân gà chúng ta đã mềm đó. Bây giờ nước đã sôi rồi. Chúng ta sẽ cho cái phần chân gà này vào luộc nha. Các bạn luộc trong vòng 10 phút nha mấy bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình một thau nước để đá nha. Đặng một hồi khi mà chân gà chúng ta chín rồi thì chúng ta sẽ vớt ra để vào thau đá.
Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái phần nước để mà ngâm chân gà nha mấy bạn. Mình dùng đây là một ly nước như thế này. Và cho hết cái phần giấm vào. Và đây là 5 muỗng canh đường. Mình sẽ cho hết vào luôn nha mấy bạn. Và một chút xíu hạt nêm thôi. Bây giờ mình sẽ nấu cái phần nước này lên nha. À, mình cho nước mắm vào luôn đi. Mình cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Các bạn nấu cái phần nước này lên và để cho nguội nha. Nguội thì mình mới để vào được. Đây là 2 muỗng canh nước mắm. Bây giờ mình sẽ bắt bếp lên để nấu cái phần nước này. Để phần chân gà của chúng ta nó không bị đen thì các bạn nên cho vào nước ngâm này một ít giấm. Mình sẽ cho vào đây một ít giấm nha. Bây giờ là chân gà của chúng ta đã được rồi nè các bạn. Mềm rồi. Thì chúng ta sẽ tắt bếp và vớt chân gà ra thao nha. Và đây là cái phần chân gà mà sau khi mình đã luộc xong nè các bạn. Rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ đi sẽ sắt cái phần này nha. Sắt cái phần này đặn bỏ vào cái nước ngâm. Nhưng mà các bạn nhớ là cái nước ngâm này nè. Cái nước ngâm này của chúng ta các bạn để cho thật là nguội nha. Nếu không mà nó còn ấm ấm các bạn mà bỏ tắc này vào thì nó sẽ bị đắng. Bây giờ mình sẽ thái cái phần sả này ra nha các bạn. Sả này các bạn cắt khúc cho mình nha. Cắt khúc như thế này. Cắt khúc như thế này và chúng ta sẽ đập dập sơ nó ra. Đây là cái phần sả mà sau khi mình đập dập và cắt khúc. Và tiếp theo nữa là mình sẽ cắt lá chanh này nha mấy bạn. Lá chanh này mấy bạn cắt nhuyễn ra nha. Mình sẽ sử dụng 8 trái hạnh, 8 trái tắc như thế này nè các bạn. Các bạn cắt ra cho mình. Các bạn thích ăn chua nhiều thì các bạn cứ để nhiều tắc vào. Và các bạn nên nhớ là tắc này chúng ta sẽ loại bỏ đi cái phần hạt nha. Bỏ đi cái phần hạt đi. Để hạt vào ngâm thì nó sẽ bị đắng đó các bạn ơi. À, chúng ta loại bỏ như thế này.
cái miếng tắc nào mà có hạt thì chúng ta cứ bỏ hết hạt đi. Mình sử dụng là 5 trái ớt. Bây giờ chúng ta sẽ cắt ớt nha. Các bạn ăn cay ớt thì để ít ớt thôi nha. Ta thái củ gừng này à. Thấy là cay rửa ra mà dữ lắm rồi đó mấy bạn ơi. Bây giờ thì nước mắm của chúng ta đã nguội rồi. Chúng ta sẽ cho hết cái phần tỏi này vào. Cái này là mình sử dụng 2 củ tỏi nè mấy bạn. Và cho hết cái đĩa này vào luôn nha. Cái nồi nước ngâm của chúng ta nó rất là thơm các bạn ơi. Nó thơm trái tắc nè, sả nè, lá chanh nè. Để mình thử coi nó cay lắm không. Khá là cay. Chúng ta sẽ trộn cái phần nước này vào nha mấy bạn. Hấp dẫn quá à. Và đây là chân gà ngâm sả tắc. Các bạn cho vào một cái hũ để vào tủ lạnh. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau thì chúng ta có thể sử dụng được. Bây giờ mình đi lấy cái hũ để vào nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào cái hộp đặng bỏ vào tủ lạnh nha các bạn. Các bạn thấy ngon không? Quá tuyệt vời. Và đây là món chân gà ngâm sả tắc.
Mình xin mời các bạn nha. Cay cay chua chua và giòn giòn của chân gà rất là thơm, thơm mùi xả với tắc đó các bạn ơi. Chúc các bạn làm thành công món chân gà ngâm xả tắc này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ like, comment và subscribe kênh của mình để theo dõi những video kế tiếp nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Goodbye.